Một lô xe Honda City 2023 nằm trên xe chuyên chở vừa bị bắt gặp trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Xe được che kín đèn hậu, logo và tên, nhưng không khó để nhận ra đây là City 2023 thông qua thiết kế cản sau. Đèn phản quang nằm ngang, trong khi ở đời cũ, chi tiết này nằm dọc. Honda City 2023 sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 4 tháng 7, giá bán dự kiến không thay đổi quá nhiều. Nhiều khả năng Việt Nam sẽ là thị trường đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á đón nhận Honda City 2023. Tại Thái Lan, xe sẽ ra mắt sau một ngày, tức ngày 5 tháng 7. Còn ở Malaysia, mẫu xe này vẫn đang trong quá trình chạy thử, chưa ấn định ngày giới thiệu ra thị trường. Phía đại lý cho biết, Honda City 2023 được bán tại Việt Nam với 3 phiên bản, gồm G, L và GS. Xe lắp ráp trong nước, được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ phía chính phủ áp dụng, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12. Honda City 2023 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, facelift, và không có quá nhiều thay đổi. Thanh ngang phía trên lưới tản nhiệt mới, được mạng chrome. Thiết kế lưới tản nhiệt cũng đã được làm lại dạng tổ ong. Theo một tư vấn bán hàng, trong 3 phiên bản, bản GS sẽ có nhiều nâng cấp nhất với cản trước, cản sau và mâm mới. Chiều dài tổng thể tăng 36mm, lên mức 4589mm. Ở bên trong, xe có màn hình màu mới sau vô lăng tương tự HGV. Màn hình trung tâm 8 inch công nghệ mới hiển thị nhiều màu sắc hơn với tấm nền IPS, ghế bọc da khâu chỉ đỏ với lỗ thông khí thay cho loại da lộn trước đây. Chỉ bản S mới có hệ thống Honda Connect cho phép kết nối với điện thoại. Về trang bị an toàn, bản S có thêm gói Honda Sensing, phanh đĩa sau và cải thiện độ phân giải camera lùi. City L là bản tầm trung. Bản này có một vài nâng cấp giống bản S như màn hình màu sau vô lăng, màn hình trung tâm đẹp hơn, ghế bọc da không có lỗ thông khí phanh đĩa phía sau, hệ thống đề nổ từ xa trước đây khi có trên bản GS, âm thanh 8 loa thay cho loại 4 loa ở bản cũ cùng Honda Sensing. Bản tiêu chuẩn là City G, đây là bản có ít thay đổi nhất. Tuy nhiên, theo thông tin từ tư vấn bán hàng, bản G cũng sẽ được trang bị công nghệ an toàn Honda Sensing tương tự bản L và GS. Sensing là nâng cấp đáng kể nhất trên Honda City 2023. Nếu giống HRV, gói an toàn này có thể sẽ có phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường. Cảnh báo trệt làn đường, đèn pha tự động và ga tự động thông minh. City hiện là chủ lực doanh số của Honda Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm 2023, mẫu xe này đạt doanh số 4.623 xe, vượt xa CRV 1.495 xe và HRV 1.342 xe. Kết quả trên cũng đưa Honda City trở thành mẫu xe bán chạy thứ hai trong phân khúc sedan hạng B, xếp dưới Hyundai Eon 5.913 xe và xếp trên Toyota Vios 3.476 xe.